truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Này 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 này, có khi gãy mấy cái xương sườn dưỡng lên. Tay chân của tôi bầm tím hết trơn rồi này. Ai bảo ông lại còn chọn cái con to con. Này, cái con bé bông hồng đấy chắc là 90 cân ấy. 93 đấy. Ờ thế à? Ừ. Tôi cứ nghĩ cái cảnh mà nó ở trên lưng ông. Dẫm dẫm. Ui giời ơi. Này, ruột không lòi ra là miệng là may lắm này. Tại ai? Tại ông chứ tại ai? Bày đặt giới thiệu. Trời ơi, chỗ đó hay lắm. Mấy em chân dài lắm, đẹp lắm. Toàn một lũ khủng bố. Rồi rút kinh nghiệm lần sau tìm chỗ khác nhé. Trời ơi, các cậu đây đâu? Bỏ làm 3 giờ chiều mới về. Hai cậu làm tôi thất vọng quá. Dạ thưa sếp, tại vì chỗ này là chỗ mới. Vâng. Nó làm kỹ quá. Vâng. Đâu ra bọn em mới trễ giờ, sếp thông cảm ạ. Trong giờ làm việc mà hai cậu lại đi massage. Có được không? Thất vọng hai cậu quá, thất vọng thiệt luôn á. Dạ nhưng mà thật sự là cái chỗ này nó hay lắm sếp ơi. Ừ. Nhân viên con bé nào con bé đấy nó đều đẹp như nhau. Ừ. Làm như là đem lên cân cân sẵn nha. 45 kg đều tóc á. Dạ. Ừ. Dịch vụ thì tốt nữa, 200.000 2 tiếng đồng hồ đấy. Ừ. Sếp. Cậu khỏi nói nữa. Nguyên tắc nhận là nguyên tắc. Tôi sẽ phạt hai cậu theo quy chế của công ty. Ui sếp, mà sếp cũng thích massage. Ừ, rồi hôm nào bọn em sẽ đưa sếp đến đấy miễn phí từ đầu đến cuối. Thôi, cậu có massage, mắc xiết vậy đây chẳng tội. Nếu tôi không phạt hai cậu, thì làm sao tôi nói chuyện với anh em trong công ty được. Chiều nay hai cậu làm thêm một tiếng đồng hồ cho tôi. Dạ, sếp chỗ này hay lắm ạ. Sếp mà đến nhá, lại vừa được sướng, vừa được bổ mắt nữa, đẹp lắm. Mà nó làm ăn chuyên nghiệp lắm sếp ơi. Sếp sao được nó làm từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sướng lắm. Trời ơi, tôi nói với hai cậu là tôi bỏ cái vụ massage này lâu rồi. À. Từ khi mà con bé nó leo lên lưng tôi nó dặm, xém gãy cái lưng là tôi đã bỏ từ đó rồi. Không phải, chỗ này nó khác, chỗ này nó uy tín, chất lượng. Này sếp sếp này. Massage Tuyết Huệ, ừ. Nổi tiếng cả thành phố luôn. Vâng. Sếp phải đến, phải thử một lần thì mới sếp biết rồi. Nói không là không. Hai cậu là người vô trách nhiệm. Tôi còn chưa nói cái tội của hai cậu à. Lôi kéo lãnh đạo vào trong cái tệ nạn này nữa nha. Tay chân thì bầm tím, là vậy còn bị mắng, bị chửi nữa, mệt quá đi à. Tưởng nhờ cái vụ massage này mà định nọt ông Tài. Ừ. Ai ngờ lại còn bị cho làm thêm giờ. Giữ tấm cạc này lại để làm kỷ niệm ha. Đúng là đi một lần nhớ suốt đời. Điền, giữ lại để về vợ tôi nó cho vào cùm à. Trinh, à, sao hết giờ làm việc đó? Cậu chở tôi lại công ty Tuyết Huệ đó. Nghe nói chỗ đó có giới thiệu sản phẩm phần mềm mới á. Dạ được chứ. Trời đất ơi, hai người đi đâu vậy mà bị cái gì vậy nè? Trời đất ơi, sao vậy, sao vậy, sao vậy? Hả? Tại sếp Tài á, sếp Tài gạt Trình đi massage. Vô chổng người ta giật Trình giống như là giật đôn giật gì đó. Trình chạy về người ta còn kéo lại nữa. Người ta xin số điện thoại của sếp, sếp cho. Sếp cho số của Trình là sao? Chính cậu đó. Trời ơi, nghe nói cái massage là cậu mừng, còn hơn lấy vợ nữa. Còn giật cái cạc của tôi, rồi cậu lôi kéo tôi. Cái đó là lỗi của ai, lỗi của ai? Chứ nói gì kỳ vậy, không phải đâu. Tôi nói thiệt với cậu nha, cậu là người dớ dẫn nhất. Cái vụ massage này tôi ghét chúa luôn, trời cậu biết. Ê, trời, người ta gọi điện tới nè, cậu xếp nghe đi, xếp nghe đi. Là, 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 là. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.